Ôi trời ơi, nó đi đâu? Bà ơi, bà có thể trông lũ trẻ giúp tôi một lúc được không? Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Làm ơn đi mà. Đi bây giờ sao? Cô đi đâu hả? Tôi có chút việc vặt thôi. Tôi đùa thôi mà, cô cứ đi đi. Tôi sẽ trông lũ trẻ giúp cô một lúc. Tôi rất vui. Các con ơi, lại đây nào. Con chào bà. Con chào bà. Các con, hãy nghe lời bà nhé. Mẹ phải đi ngay đây. Ôi, ôi, ôi. Nè, 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 nè. Ôi, dễ thương quá nhỉ. Ôi, cháu có cái miệng to làm sao. Nô, ôi, còn một đứa nữa sao. Ôi. Ôi, vậy là các cháu có bao nhiêu đứa thế hả? Ôi, lại một đứa nữa hả? Ừ, vậy là tất cả có bao nhiêu đứa trẻ chứ? Ta sẽ phải làm gì với các cháu đây? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ôi ôi. Mình phải đi thôi, mình phải đi ngay bây giờ thôi. Đúng là những đứa trẻ rắc rối. Cháu không nên trèo cây. Ôi trời ơi, cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy đang làm gì vậy chứ? Này đợi đã. Cháu không thể đối xử với mọi người như vậy được. Ôi không, cháu sẽ tự làm đau mình đấy. Không được, không được. Đúng là những đứa trẻ rắc rối. Ôi không, không. Ôi trời ơi, nó đi đâu rồi? Ôi trời ơi, còn một đứa nữa đâu rồi? Nó đây rồi. Không được ăn cỏ. Cháu có phải là một con dê không chứ hả? Hãy ngồi xuống đây ngay lập tức. Hãy ngồi đây và chờ mẹ các cháu quay trở lại. Mọi người chơi vui vẻ chứ ạ? Ôi rất tệ, mọi thứ đều tệ. Tôi chỉ bắt được có hai đứa trẻ. Những đứa khác đều đã bỏ chạy rồi. Tôi không biết chúng đang ở đâu nữa. Cháu không hiểu những đứa trẻ khác nào cơ. Dù sao thì cháu cũng cảm ơn bà rất nhiều ạ. Tạm biệt bà. Bye bye. Tạm biệt bà. Cảm ơn bà ạ. Mình không hiểu tại sao cô ấy không đi tìm những đứa trẻ khác. Hay là chúng không có thật? Chơi được nữa rồi. Ước gì mình có một chiếc cổ dài như con hươu cao cổ. Thật là thú vị. Hươu cao cổ trông như thế nào nhỉ? Ước gì mình có thể nhìn thấy chúng. Hả? Cái gì đây? Nó rơi từ trên cây xuống đây à? Ôi trời ơi, ước gì mình quay lại 17 tuổi để có sức đuổi theo chúng suốt ngày như thế này. Bà ơi, quả cam của bà đây ạ. Ôi, thật là một cô bé ngoan quá. Con có cái túi này, bà cầm lấy nó đi ạ. Bà chúc cháu luôn gặp phép màu. Cháu có một cái tên thật là đẹp đấy, Selena. Sao bà lại biết tên của cháu ạ? Cảm ơn cháu rất nhiều. Khi cháu trở nên già như ta, cháu cũng sẽ biết mọi thứ thôi.
Tóc của cháu có cái gì đây này? Ôi, thật là xinh đẹp quá. Cảm ơn cháu rất nhiều. Bà phải đi đây. La 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 la. Hả? Mình cảm thấy chị ấy thật tội nghiệp. Chị ấy phải ngồi cả ngày như vậy chắc là khó chịu lắm đấy. Ước gì chị ấy có thể đi lại chạy nhảy như mình. Ơ? Đợi đã, chị sẽ giúp em lấy quả bóng xuống. Lúc nãy chị thấy nó mắc kẹt ở trên cây đúng không nào? Em cho chị mượn bông hoa này đi. Của em đây, quả bóng và bông hoa. Cảm ơn chị chờ đã. Em phải làm gì để cảm ơn chị đây? Em rất muốn đưa cho chị quả bóng của em nhưng mà... Sao em lại tạo ra được quả bóng này thế? Vậy là em đã chữa khỏi đôi chân cho chị phải không nào? Em không biết ạ. Em không làm gì cả đâu ạ. Thế chị nhé, em chào chị. Chào em. Gì bạn có một vài chiếc lá. Wow, bông hoa này thật là một phép màu kỳ diệu. Người phụ nữ này sẽ không bao giờ bị đau nữa. Hãy cho bà ấy được khỏe mạnh như mọi người. Kia. Hy vọng là ngươi sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa. Có trong tay một bông hoa kỳ diệu, nhưng con đã không ước gì cho bản thân mình cả. Không phải kem, không phải kẹo bông và cũng không phải là đồ chơi. Con đã dùng nó để giúp đỡ người khác. Cánh hoa cuối cùng này là dành tặng cho con. Con hãy ước điều ước mà con mong muốn nhất ấy. Đó
ai đang làm bánh nướng xốp thế nhỉ? Cậu làm gì thế? Nó vẫn còn là một đứa bé mà. Đúng vậy, em bé. Cậu ấy đang cười này. Lèo lèo con mèo câu cóp nè. Tại sao cậu lại đứng ngay trước đường đi của tớ thế? Là cậu đâm xe vào tớ trước mà. Cậu đúng là không biết cách chơi với bạn bè gì cả. Tớ sẽ cho cậu thấy những người đàn ông thực thụ chơi như thế nào. Đó là búp bê của tớ mà. Búp bê này là con trai, nó không phải là em bé. Đây là búp bê của tớ. Của tớ. Và bây giờ mới là trò chơi của một người đàn ông thực thụ. Nó có thể bị ngã xuống và bị thương đây. Nó sẽ không sao cả, cùng lắm là bị ướt tã thôi. Đây, em bé của cháu đây. Em bé của chị. Nhìn kìa, có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa cùng bố mẹ của chúng. Và bố mẹ của chúng đang chăm sóc chúng để chúng không bị ngã và bị thương. Con cũng muốn làm bánh nướng xốp ạ. Tất nhiên là được rồi, không phải lúc nào cũng nên vừa đạp xe vừa chơi bóng đá đâu. Chúng ta cùng chơi với nhau nhé. Ừ, được chứ. Wow. Đẹp quá. Có chuyện gì thế? Có một con cá sấu. Đừng sợ. Chúng ta phải làm gì bây giờ ạ? Là một con hươu cao cổ đấy. Hươu cao cổ có nguy hiểm không ạ? Không, chúng không nguy hiểm. Nhưng chúng ta hãy chạy theo hướng khác đi. Tại sao ở đây lại có nhiều loài vật như vậy chứ? Có nguy hiểm không ạ? Loại khỉ rất nguy hiểm đấy. Selena đưa tay cho chị, nhanh lên. Có một con cá sấu. Cá sấu có nguy hiểm không ạ? Tất nhiên rồi, chúng cực kỳ nguy hiểm. Selena, nhanh lên. Chúng ta đã bị bao vây, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ không chạy nữa. Chúng ta sẽ nhảy.